Phú Đại Gia ở rễ, chương 5892 đến chương 5896. Khi Bùi Nguyên Minh đi về phía căn phòng chữa thiên, cửa thang máy cũng đồng thời mở ra. Sau đó liền nhìn thấy Dương Trung Quân mặc thường phục bước ra. Chẳng qua thời điểm nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, anh ta cũng không cản được mà là thật nhanh đi theo sau lưng Bùi Nguyên Minh. Rốt cục dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, liếc mắt liền nhìn ra được Bùi Nguyên Minh khẳng định là đã gặp phải chuyện gì đó. Cùng lúc đó, trong căn phòng chữa thiên, một người mặc đường trang, một mặt thần sắc như có bệnh, thình lình chính là đệ tử tục gia Kim Long Tự, Bùi gia dòng chính Bùi Như Trần, bên ngoài vạn lý trường thành. Hắn giờ phút này cầm một ly rượu đỏ, một bên chậm rãi thưởng thức, một bên nhìn Tô Văn Nhã từ trên xuống dưới, giờ phút này một mặt trong trẻo lạnh lùng. Đối với Bùi Như Trần, đại thiếu dạng như thế này mà nói, nữ nhân nhìn thấy mình liền nhào tới ôm ấp yêu thương, hắn đã chơi nhiều. Còn loại nữ nhân đối với mình chẳng thèm ngó tới này, hắn mới càng có hứng thú. Đối với hắn mà nói, chinh phục dạng nữ nhân này mới là một trò vui. Đặc biệt nữ nhân này thân phận còn có chút tôn quý, là Tô gia ngũ tiểu thư bộ tộc Kim Lân, một trong tứ đại bộ tộc bên ngoài vạn lý trường thành. Nếu như có thể đem loại nữ nhân này tùy ý thưởng thức, đối với Bùi Như Trần mà nói sẽ là chuyện đáng giá để vui vẻ vài ngày. Tô Ân Kim, ngươi đến cùng muốn làm cái gì à? Tô Văn Nhã thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Ân Kim. Mặc dù ngươi lưng tựa Tiểu Phụng Tử, nhưng ngươi không phải kẻ điếc, cũng không phải là kẻ mù loà. Ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại Tô gia chúng ta lúc này đã không giống như ngày xưa. Ngươi muốn làm chuyện như vậy liền không suy tính hậu quả một chút hay sao? Ngươi thực sự coi là Phật tử Thích Quân còn có thể bảo hộ cho ngươi được hay sao? Nghe được lời nói của Tô Văn Nhã, Tô Ân Kim cười khanh khách. Tô Văn Nhã, ngươi có phải là quá đem mình làm một nhân vật rồi hay không? Tô gia xác thực cùng trước kia khác biệt, nhưng là ta Tô Ân Kim cũng khác biệt cùng trước kia. Đã ta dám động tới ngươi, nói rõ ta có đầy đủ lực lượng. Nói như thế này với ngươi đi, nếu như hôm nay ngươi ngoan ngoãn theo Bùi thiếu cũng liền thôi. Nếu như ngươi không nghe lời, như vậy chỉ sợ bây giờ nhìn lại Tô gia như mặt trời ban trưa, thì ngày mai liền sẽ là mặt trời sắp lặn đó. Thời điểm nói ra lời này, Tô Ân Kim một mặt đều là ý tứ sâu xa. Ai da, uy hiếp tiểu mỹ nhân như thế làm cái gì à? Bùi Như Trần lắc lư ly rượu đỏ. Mỹ nhân như vậy tuy lạnh lùng như băng nhưng lại điềm đạm đáng yêu, thật sự là để người rất có hứng thú à. Vừa mới rồi ta muốn biết nàng gọi là gì, hiện tại ta lại muốn biết nàng gọi như thế nào, mà lại nàng càng phản kháng ta càng cảm thấy hưng phấn à. Đã đến đây, Bùi Như Trần đem ly rượu đỏ uống xong trong tay, sau đó choang một tiếng nện ly xuống đất. Đến à, nữ nhân, ta biết ngươi không cam tâm cứ chịu nhục như vậy. Như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ ở trên mảnh ly này, cùng cùng kính kính quỳ lại cho ta mấy lần, ta liền bỏ qua cho ngươi, thấy như thế nào? Nghe được Bùi Như Trần ý tứ sâu xa, đám đồng bạn ở đây toàn bộ đều bật lên cười vang. Đến à, tiếp thủ đoạn của Bùi thiếu à. Bùi thiếu gặp được những nữ nhân cương liệt này liền thích chà đạp ranh giới cuối cùng của các nàng một chút, phá hủy tôn nghiêm của các nàng một chút. Đến cuối cùng, những nữ nhân cương liệt này chẳng những không còn cao cao tại thượng, ngược lại rất nhiều người sẽ quỳ trên mặt đất ôm lấy đùi Bùi thiếu. Tô Ân Kim càng là một mặt oán độc nhìn xem Tô Văn Nhã. Trong lòng nàng đối với Tô Văn Nhã còn hận nhiều hơn so với Bùi Nguyên Minh. Nữ nhân này bằng cái gì mà cái gì cũng không cần phải trả giá, đạt được còn nhiều hơn so với mình phải trả giá hết thảy như vậy chứ? Không thể nào. Nghe được lời nói của Bùi Như Trần, giờ phút này Tô Văn Nhã nghiến hàm răng một hơi. Bùi thiếu nhà ta ở phía phòng chữ điện đối diện, ngươi tùy ý làm bệnh như thế này, ngài ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bùi thiếu nhà ngươi sao? Bùi Như Trần nghe răng cười một tiếng. Tại trước mặt Bùi gia chúng ta ở bên ngoài vạn lý thượng thành,
Còn có người dám tự xưng là Bùi Khiếu hay sao? Đây không phải là muốn chết hay sao chứ? Tiểu mỹ nhân của ta, từ đầu tới cuối ngươi chỉ có một cái Bùi Khiếu, đó chính là Bùi Như Trần ta. Đang khi nói chuyện, Bùi Như Trần một bước phóng ra, trực tiếp đi đến trước mặt Tô Văn Nhã, đưa tay phải ra nâng lên hàm dưới của nàng. Vô sĩ! Tô Văn Nhã hét lên một tiếng, trở tay chính là một bàn tay quất tại trên mặt Bùi Như Trần, thân hình trực tiếp lui ra phía sau. Nàng có tu luyện võ đạo, mặc dù không có bao nhiêu lợi hại, nhưng là lúc này động tác vẫn có chút nhanh nhẹn. Tô Văn Nhã, ngươi làm càn! Tô Ân Kim thấy cảnh này lập tức khẽ kêu một tiếng. Bùi Như Trần lại không hề tức giận, mà là lè lưỡi liếm liếm khóe miệng tràn tơ máu của mình, ánh mắt nhìn xem Tô Ân Nhã càng thêm ham muốn. Nha, tiểu biểu tử, hương vị rất cay đó. Chẳng qua ngươi bây giờ dùng nhiều lực đánh ta, ta một hồi nữa thời điểm chơi với ngươi cũng sẽ dùng thật nhiều lực. Để nè, ngươi lại đánh ta mấy cái nữa để ta thật sung sướng à. Ta một hồi cũng làm cho ngươi thật sung sướng à. Nghe được lời nói thô tục của Bùi Như Trần, Tô Văn Nhã tức giận đến gương mặt xinh đẹp cũng hóa thành hàn băng. Nàng vô thức liền phải đưa tay lại cho Bùi Như Trần ăn một cái bàn tay. Kết quả tay trái Bùi Như Trần như chớp giật đưa ra, trực tiếp kẹp chặt tay trái Tô Văn Nhã. Sau đó tay thuận trở tay, mấy cái tát tay trực tiếp quất tại trên mặt Tô Văn Nhã, quất đến gương mặt nàng sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, cả người đều mờ mịt. Không thể không nói, vì Bùi Như Trần này mặc dù là hoàn khố nhưng rất vô sĩ. Nhưng là thực lực của hắn một khi bày ra vạn phần khủng bố. Ai nha, tiểu mỹ nữ, đánh người không có đau à? Bùi Như Trần vẽ mặt nở nụ cười biến thái. Như vậy đi, chúng ta trên dưới cùng một chỗ đánh chung à. Đang khi nói chuyện, hắn liền vung tay lên ra hiệu cho hai tên thú hạ trái phải kẹp lại hai tay Tô Văn Nhã, còn để Tô Văn Nhã úp sấp trên mặt bàn cẩn thận. Mà chính hắn thì là một mặt nhe răng cười, một mặt mở dây lưng quần. Rầm! Ngay lúc này cánh cửa phòng chữ thiên bị người một chân trực tiếp đá văng. Hai tên hộ vệ phụ trách bảo an phía sau cửa cũng bị người một bàn tay một tên trực tiếp quất đến bay tứ tung mà ra. Thời điểm đập mặt xuống đất đều là co quắp không đứng dậy nổi. Sự nhiệt tình cởi dây thắt lưng của Bùi Như Trần bị cắt ngang một nửa. Hắn giờ phút này vô thức quay đầu, liền liếc về Bùi Nghi Binh, thần sắc băng lãnh, xuất hiện tại cửa căn phòng chữ thiên. Còn chó con mèo nào dám làm xấu chuyện tốt của bản thiếu ta? Đánh gãy hai đùi, dìm xuống sông. Bùi Như Trần lạnh lùng mở miệng, trong lời nói sôi trào sát ý. Bùi Nghi Binh thì là thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Bùi Như Trần này thực sự là một tên cặn bã. Không những ở khách sạn làm loại chuyện bá vương ngạch thượng cung này, mà lại mở miệng thì chân gãy, ngậm miệng thì dìm sông. Đây là bất chấp vương pháp à? Mà lại liền Tô Văn Nhã loại người thân phận như thế này hắn cũng dám. Từ một góc độ nào đó mà nói, cũng nói rõ hắn làm việc không kiêng nể gì tới một bậc nào. Tiểu tử, có nghe thấy Bùi Thiếu nói gì hay không? Ngươi định tự đánh gãy chân mình hay là mấy ca ca tới giúp ngươi đây? Hai nam tử mặc vest giờ phút này lắc lắc đầu đi tới. Bọn hắn nhìn chằm chằm Bùi Nghi Binh, trong con người đều là sát ý sôi trào. Hai nam tử này mặc dù mặc âu phục nhưng là luôn có một loại cảm giác cùng âu phục không hợp với nhau. Mọi thứ nhất chính là huyệt thái dương của hắn cao cao nâng lên, bên trong con người càng là tinh mang bắn ra bốn phía. Mặc kệ từ góc độ nào đó đến xem đều là biểu tượng đại cao thủ. Nhưng là đại cao thủ như vậy, bị Bùi Nghi Binh tùy ý liếc qua, mỗi một tên trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh, như bị ai đó dội một gáo nước đá từ trên đỉnh đầu xuống. Trong tháng 6 oi ả, lạnh buốt từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân. Bọn hắn giờ phút này đều là vô thức muốn lui ra phía sau, nhưng là bọn hắn nhanh thì tốc độ Bùi Nghi Binh càng nhanh hơn. Ngay lúc bọn hắn vừa định di chuyển, liền nhìn thấy bóng dáng Bùi Nghi Binh đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bùi Nghi Minh đối với mấy gia hỏa khi nam phát nữ này không có chút nào khách khí, mà là trực tiếp nắm lấy đầu của bọn hắn, toàn bộ đều nện ở trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Tiếng động lớn phát ra, hai đại cao thủ này đã trực tiếp sụi lơ trên mặt đất không thể giãy giụa. Một màn này có thể xưng là nhìn thấy mà giật mình,
làm cho mấy nam tử khác bước chân vốn là muốn tiến lên đều là đồng thời dừng lại nhìn xem bụi mình, biểu lộ vô cùng cảnh giác. Bốp, Bùi Như Trần như một loại diễu võ dương ai, một bàn tay đập vào trên mông Tô Văn Nhã, sau đó hắn mới hoàn toàn quay người trên dưới dò xét Bùi Như Minh, cười tủm tỉm. Vừa đối mặt liền có thể phế huynh đệ thủ hạ của ta, có bản lĩnh, quá thực có chút bản lĩnh. Ta hiện tại có phải là nói ta rất sợ hãi hay không? Bùi Như Minh lạnh lùng, sợ hãi liền quỳ xuống, ta có thể suy xét không phế bỏ người. Để ta quỳ xuống sao? Bùi Như Trần trên mặt đều là khinh miệt cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn liếc nhìn Tô Ưng Kim một bên một chút, cười tủm tỉm. Tô Ưng Kim tiểu thư, ngươi nói quả nhiên không sai, nam nhân của tiểu muội muội này quả thực có chút bản lĩnh, cũng xác thực gan to bằng trời. Có điều đúng là như thế mới trở nên thú vị. Ngươi nói, ta một hồi đánh gãy chân của hắn để hắn quỳ gối nơi này trơ mắt nhìn ta chơi nữ nhân của hắn, có phải là sẽ càng kích động, chơi càng vui hơn hay không? Bùi Như Trần nói xong, ngửa đầu lên trời cười điên cuồng. Mặc kệ là lời của hắn hay là hành vi của hắn, đều mang theo sự xem thường, thậm chí có vẻ yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Bùi Minh thản nhiên nói, hy vọng một hồi nữa miệng của ngươi có thể cứng rắn như hiện tại. Không không không, miệng của ta lại không có cứng rắn như ngươi, bởi vì cứng rắn nhất của ta là nắm đấm. Nhìn ngươi ba chiêu hai thức liền phế người của ta, chắc hẳn tu vi võ đạo rất tốt à. Chỉ có điều ngươi nếu là người tập võ thì hẳn liền minh bạch một cái đạo lý, võ công trong thiên hạ xuất ra từ Phật môn, mà Bùi Như Trần ta chính là đệ tử tục gia đích truyền của Kim Long Tự Phật Môn Địa Tông. Hôm nay liền để ngươi thử nhìn một chút kim trung trảo ta vừa mới tu luyện thành công. Bùi Như Trần cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó đạp chân xuống đất. Uinh! Nương theo động tác của hắn, bên ngoài thân của hắn liền mơ hồ có tia sáng kim sắc biểu hiện trong đó. Ánh sáng kim sắc này xem như là một cái chuông lớn màu vàng óng, biến ảo chập chờn giữa hư và thực. Kim trung trảo này thần linh chính là một trong những tuyệt học trấn tự của Kim Long Tự. Tô Ưng Kim giờ phút này một mặt rung động thất thanh, Bùi thiếu thực sự đem kim trung trảo tu luyện thành công rồi sao? Trong truyền thuyết, người tu luyện thành công loại bí pháp này chẳng những đau thương bất nhập mà lại thủy hỏa bất xâm. Tuy không phải là chiến thần nhưng lại hơn hẳn chiến thần à. Bởi vì người thôi động kim trung trảo sẽ luôn là bất khả chiến bại. Có chút kiến thức à. Bùi Như Trần dương dương đắc ý, chỉ tiếc không chỉ có như vậy thôi đâu. Kim trung trảo chẳng những là vô địch về phòng ngự mà giết chóc cũng vô song. Tiểu nói vừa dứt liền thấy được Bùi Như Trần cười lạnh một tiếng, mà chân theo sau chưởng đạp mạnh, cả người mang theo ánh sáng vàng hướng về vị trí Bùi Như Minh đánh tới. Thời điểm hắn chuyển động, chuông lớn màu vàng óng như ẩn như hiện kia cũng đồng thời đánh tới. Rõ ràng nếu như là cao thủ võ đạo bình thường bị công kích mạnh mẽ như thế, không chết cũng phải lột da. Đây là đã đem kim trung trảo tu luyện tới cảnh giới xuất thuần nhập hóa rồi à? Tô Ưng Kim một mặt kinh ngạc. Có trách Phật tử thường xuyên nói trong tam đại chùa Phật Môn Địa Tông, nội tình cùng thực lực mạnh nhất vĩnh viễn là Kim Long Tự. Kim trung trảo này quả nhiên phi phàm. Họ Bùi mặc dù rất lợi hại nhưng là âm. Còn không đợi Tô Ưng Kim kịp nói xong, liền thấy được Bùi Minh một cước trực tiếp quét ra, cắm thẳng vào trên trán Bùi Như Trần. Oa! Vốn dĩ Bùi Như Trần hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giờ phút này nháy mắt bay tứ tung mà ra, giống như con chó chết nền ở trên bàn ăn to lớn phía sau. Một giấy bát, chén ly bừa bộn, các loại đồ ăn thừa, canh thừa nháy mắt trút xuống trên thân Bùi Như Trần. Bùi Như Trần càng làm miệng phun ra máu tươi, cả người giãy giụa tại trong đồ ăn thừa canh thừa, muốn đứng lên nhưng vô luận như thế nào đều làm không được. Cái này mọi người xung quanh nhìn xem một màn này, mỗi một người đều là tinh thần hoảng hốt, một mặt ngốc trệ. Đây là thế nào mà làm được à? Đây là phát sinh như thế nào chứ? Đây chính là kim trung trảo Kim Long Tự à? Thiên hạ võ công xuất ra từ Phật môn, là cường giả
một trong đệ tử tục gia giỏi nhất bên trong Kim Long Tự, triệt để thôi động gần như bao phủ toàn trường. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy lại bị Bùi Nguyên Minh một chân đạp bay hay sao? Cái này làm sao có khả năng chứ? Người bàn dược trưởng! Bùi Như Trần nổi giận gầm lớn một tiếng, sau đó tay trái vỗ mặt trên mặt đất một cái, thôi động một loại tuyệt học khác hướng về vị trí Bùi Nguyên Minh vỗ tới. Bốp! Hư! Bùi Nguyên Minh lại là một cước quét ra, lần này trực tiếp cắm thẳng vào đan điền khí hải của Bùi Như Trần. Bùi Như Trần thân hình trực tiếp tại lúc này bay tứ tung, lần này nện ở trên ghế salon bằng gỗ hoa lê cúc trong căn phòng kia, đau đến toàn thân run rẩy. Chỉ là Bùi Như Trần tự cho là đúng, lại thôi động một loại tuyệt học võ đạo. Chỉ tiếc, cái gọi là tuyệt học võ đạo của hắn tại trước mặt Bùi Nguyên Minh đều chỉ là nhào lên lộn xuống mà thôi. Bùi Nguyên Minh đều không hề dùng cái chiêu số gì, mà là một chân đạp bay. Một thời điểm lần cuối cùng, Bùi Nguyên Minh rõ ràng một chân đạp nát đan điền khí hải Bùi Như Trần. Ọc! Một hơi máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra. Bùi Như Trần muốn lần nữa đứng lên, lại cảm thấy mình toàn thân không còn chút sức lực nào mà đã hoàn toàn băng dịch. Một loại sợ hãi khó tả hiển hiện trong lòng của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Khốn kiếp, ngươi biết ta là ai không? Ngươi lại dám phế ta, phế bỏ ngươi sao?" Bốp! Bùi Nguyên Minh đi lên phía trước, một bàn tay quất tài trên mặt Bùi Như Trần. "Hiện tại không chỉ là muốn phế ngươi, mà lại ta còn muốn ngươi tự đánh gãy một cái tay của mình. Xin lỗi Tô tiểu thư, nghe có hiểu hay không?" Bùi Như Trần một bên bụng mặt, một bên lạnh giọng nói: "Không thể nào, Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn lý đường thành không thể chịu nhục." Bốp! Bùi Nguyên Minh lại là một cái tát mặt quất tới: "Ta để ngươi xin lỗi, nghe không hiểu tiếng người hay sao?" Bùi Như Trần ôm lấy cái mặt sưng phù, nghiến răng nói: "Tiểu tử, ngươi thực cho là Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn lý đường thành không làm gì được ngươi hay sao? Nếu như ngươi không hiểu, phải có chừng mực, chỉ sợ..." Bốp! Bùi Nguyên Minh không hề có chừng có mực, nếu có thì lại là đến một cái bàn tay. "Xin lỗi, còn cần ta nói bao nhiêu lần ngươi mới nghe được rõ ràng đây?" Bùi Như Trần bùng mặt: "Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn lý đường thành..." Bốp! 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 "Xin lỗi." Lần này Bùi Nguyên Minh trực tiếp 10 cái bàn tay quật tới, tát đến mặt Bùi Như Trần muốn bấy nhảy. Bùi Như Trần đầu óc choáng váng, cuối cùng đã minh bạch. Giờ phút này nếu như chính mình lại không nhận sợ, Bùi Nguyên Minh thực sự sẽ chờ chết mình. Vừa nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể bò lên, buông thẳng đầu, nghiến răng: "Tô tiểu thư, thật xin lỗi. Hôm nay là ta có mắt không trồng, ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân." Chỉ là thời điểm nói xin lỗi lần này, mặc dù ngôn ngữ của hắn cung kính, nhưng bên trong ánh mắt nhìn dưới mặt đất vẫn như cũ tràn ngập oán độc. Hắn suy nghĩ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đợi đến hôm nay qua khỏi cửa ải này, quân tử báo thù 10 năm không muộn. "Lời nói của ta là gió thoảng bên tai hay sao?" Bùi Nguyên Minh nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười nửa miệng: "Muốn nói xin lỗi, liền phải biểu đạt thành ý của ngươi. Bùi Như Trần ngươi liền phải quỳ xuống, đánh gãy một cái tay của mình. Như vậy, ta liền không truy cứu hết thảy phát sinh hôm nay." Bùi Nguyên Minh không có chút ý tứ nào giơ cao để nhẹ, mà là chuẩn bị trực tiếp cho đối phương một sự dạy dỗ khó quên. Cho nên, anh sạch sẽ lưu loát đưa ra điều kiện của mình. Dù sao, cùng loại dạng như Bùi Như Trần này, không cho hắn một sự dạy dỗ khó quên, nói không chừng hắn sau này sẽ còn đi ra bên ngoài khi nam phách nữ. "Để ta đánh gãy tay của mình, còn muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi hay sao?" Bùi Như Trần giờ phút này ánh mắt oán độc, âm lạnh. Hắn là một đời thế tử đại thiếu, có thể nhận sợ nhưng lại không thể quỳ xuống, có thể bị phế nhưng lại không thể không có tôn nghiêm. Dù sao đây là thứ trọng yếu nhất trong hội bọn hắn. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên được voi đòi hai bà trưng. Bằng không mà nói, ta hôm nay lớn không được, không thèm đếm xỉa, mọi người cùng tới, cá chết lưới rách." "Ta liền không tin ngươi có thể cùng Bùi Như Trần ta, có thể cùng Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn lý tường thành ăn thua đủ. Ngươi phải biết, Bùi gia chúng ta bên ngoài vạn lý tường thành thế nhưng là chi nhánh của cảng cược Bùi Môn." Bùi Như Trần khiêng ra tòa núi,
chỗ dựa lớn này. Giờ phút này trên mặt đều là khí sắc tươi tốt, cản cược bùi môn rất ngu so hay sao? Đang khi nói chuyện, Bùi Nghi Minh một tay lấy ra danh thiếp, còng ngón tay búng ra, rơi xuống trước mặt Bùi Như Trần. Hiện tại ta muốn người tự bẻ hai cái tay của mình, xem như chịu nhận lỗi. Ngươi không nên vội vã kêu gào, cũng không nên vội vã trên nhảy dưới tránh. Ta khuyên ngươi gọi điện thoại cho người trên danh thiếp kia, hỏi nàng một chút lời nói của Bùi Nghi Minh ta, ngươi có nên chấp hành hay không? Đa Kỳ nói chuyện, Bùi Nghi Minh hướng về phía Tô Văn Nhã bọn người phất phất tay, đám người quay người cùng rời đi. Dùng một tấm danh thiếp tới dọa ta hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Còn lời nói của ngươi nên chấp hành hay không sao? Ngươi cho rằng... Đang kêu gào, Bùi Như Trần bỗng nhìn thấy rõ danh tự trên danh thiếp. Bùi Nhã Lan, ba chữ, nhìn nhẹ nhàng, không có cái phân lượng gì. Nhưng đối với người biết rõ nội tình mà nói, ba chữ này đại biểu cho quyền hành tuyệt đối tại cản cược bùi môn. Mà người có tư cách cầm tới loại danh thiếp cá nhân này, thân phận tuyệt đối sẽ không thấp. Mấu chốt nhất chính là cái này cũng đại biểu gia hỏa trước mắt này cùng Bùi Nhã Lan quan hệ tâm đầu ý hợp. Tại thời khắc này, Bùi Như Trần chỉ cảm thấy trước mắt mình từng đợt biến đen. Gia hỏa này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện như vậy ạ? Hắn thế nào lại cường đại cùng trâu bò vượt xa so với trong tưởng tượng như mình của mình? Không để ý đến biểu tình biến hóa của Bùi Như Trần, Bùi Nghi Minh chỉ là một đường đi ra. Nhưng ở thời điểm anh rời khỏi phòng chữ thiên, đang đi hướng tới thang máy, sau lưng liền truyền đến một trận thanh âm xương cốt đứt gãy. Bùi Như Trần là rất ngu bức, nhưng là hắn lại rất rõ ràng Bùi Nhã Lan so với hắn còn trâu bò gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Mặc kệ Bùi Nghi Minh đến cùng có cái quan hệ gì cùng Bùi Nhã Lan, nhưng Bùi Nghi Minh cũng là họ Bùi, cũng đủ để cho nhiều người mờ mịt tới vô tận. Vạn nhất Bùi Nghi Minh đến từ cản cược bùi môn thì sao đây? Bùi Như Trần không dám tưởng tượng đến hậu quả kia, mà là rõ ràng lưu loát tự phế đi hai tay của mình. Mọi người thông cảm nha, hát dạo này đọc truyện hơi bị nhiều, một ngày cả 10 lít, mà 10 lít tính ra cũng mấy tiếng, cổ chịu không nổi, thành ra giọng khào khào, rồi nhiều khi phải e hèm này kia, mọi người thông cảm.